Với Chu Hao, người dùng chỉ cần đợi khoảng 5 giây để có được một chiếc bánh quy thơm ngon. Bột bánh cookie đã được Nestle xử lý đặc biệt nên người dùng có thể thoải mái ăn sống mà không cần lo lắng cho hệ tiêu hóa của mình. Bột bánh được làm từ hỗn hợp bơ, đường bột và thơm quyện mùi vani. Những người yêu thích chocolate sẽ thật sự thích món ăn này vì mỗi miếng một bánh quy cũng được bao phủ cho một lớp của chocolate nguyên chất. Ngoài ra thì Nestle cẩn thận sử dụng loại bao bì có khóa kéo tiện dụng để người dùng có thể bảo quản và dễ dàng sử dụng trong nhiều lần. Sản phẩm đang được bán với giá 230.000 đồng trên trang costco.com.